Xin chào quý thánh của Chúa. Sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đứng để chúng ta có thể cùng đọc lời của Chúa. Chúng ta cùng đọc lời của Chúa trong Sáng Thế Ký đoạn 45 từ câu 1 cho đến câu 9. Chúng ta sẽ cùng đọc với nhau. Chúng ta có thể lật ra trong Sáng Thế Ký đoạn 45 từ câu 1 cho đến câu 9. Chúng ta cùng khởi sự trong bản dịch mới. Lúc ấy, Joseph không còn tự chủ được nữa trước mặt tất cả những người phụ tá, nên ông thét lên: "Mọi người phải ra khỏi đây." Nhưng thế không còn. Joseph khi ông tiết lộ danh tánh mình cho các anh em, ông khóc lớn đến nỗi người Ai Cập nghe và triều đình Pharaon cũng nghe nữa. Joseph bảo các anh em: "Tôi là Joseph, cha tôi còn sống không?" Trước mặt Joseph, các anh em quá hoảng sợ nên không đáp lời được. Ông tiếp: "Mời các anh lại gần tôi." Họ lại gần. Ông nói: "Tôi là Joseph, em các bán để đem qua Ai Cập. Bây giờ xin đừng khổ não cũng đừng tự trách về việc tự bán tôi qua đây, vì nhằm mục đích bảo tồn mạng sống mà Chúa sai tôi đến đây trước các anh. Đã 2 năm qua trên mặt đất có nạn đói kém, lại còn 5 năm nữa không thể nào cày cấy hay gặt hái gì được cả. Nhưng Đức Chúa Trời sai tôi đi trước các anh để bảo tồn dòng dõi các anh trên mặt đất và để cứu mạng sống các anh bằng một cuộc giải cứu vĩ đại. Vậy đó không phải là các anh, nhưng chính Chúa sai tôi đến đây. Ngài đã làm cho tôi thành như cha của Pharaon, chúa tể của cả hàng tể tướng cả nước Ai Cập. Bây giờ xin các anh hãy vội vã về với cha tôi và thưa với người: đây là lời Joseph thưa với cha: Đức Chúa Trời đã lập con làm chủ tể cả nước Ai Cập. Kính mời cha xuống đây với con, đừng trì hoãn." Cảm ơn Hội Thánh. Nhưng mà Hội Thánh, chúng ta đồng ngồi. Tôi xin gửi lời chào đến quý mục sư cùng quý con cái Chúa có mặt buổi sáng ngày hôm nay. Tôi rất là vui và vinh dự, cũng giống như là hồi hộp để có thể cùng chia sẻ với lại Hội Thánh của Chúa. Buổi sáng ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho Hội Thánh 2 nhân vật mà có thể là nhân vật đầu tiên tôi đã giới thiệu rồi. 2 nhân vật này họ tuy là khác xa nhau về khoảng cách rất là xa, nhưng họ có rất là nhiều điểm giống nhau. Họ giống nhau về cái việc mà họ gặp những khó khăn, họ chịu những cái tổn thương, họ chấp nhận và họ được chọn ở trong sứ mạng lớn lao. Vậy thì dựa trên điều gì để họ nhận biết và chấp nhận sứ mạng đó? Họ nhận biết những điều mà từ khi mà họ nhìn thấy để họ quyết định và họ ứng xử lời nói và hành động của họ trong tương lai. Đây cũng là chủ đề mà tôi muốn chia sẻ với Thánh chúng ta sáng ngày hôm nay. Đó là điều bạn thấy sẽ quyết định. Chúng ta cùng nói với nhau nha. Điều bạn thấy sẽ quyết định. Dạ, chúng ta nói lại một lần nữa một cách mạnh mẽ hơn. Điều bạn thấy sẽ quyết định. Điều bạn thấy sẽ quyết định có nghĩa là gì? Điều mà chúng ta thấy nó sẽ dẫn đến chúng ta sẽ hành động, quyết định, lời nói, tất cả mọi điều chúng ta sẽ làm. Vậy thì chúng ta biết nhân vật Joseph là một nhân vật khá là nổi tiếng ở trong Kinh Thánh. Ông là con trai cưng của Gia-cốp và ông được yêu quý một cách rất là đặc biệt. Ông được tặng cho những món quà mà có thể lắm là những người anh của ông sẽ không được nhận, như là một cái áo rất là sặc sỡ. Và ông được nhận thể tượng của bó lúa và những ngôi sao. Và vì ông là người được yêu thương một cách đặc biệt, ông là người có khải tượng đặc biệt, cho nên ông bị anh em của ông ghét bỏ. Và điều mà họ ghét đó, họ đẩy Joseph, họ muốn đẩy Joseph xuống hố để bỏ mặc Joseph ở đó. Sau đó thì họ bán Joseph cho nhà phù cho người buôn và làm nô lệ tại nhà Potiphar. Khi mà làm nô lệ một đầy tớ tại nhà Potiphar thì Joseph lại được cất nhắc lên làm người quản lý ở trong nhà của Potiphar. Rồi ông bị gì nữa à? Ông bị vu oan là quyến rũ vợ của Potiphar và ông bị đẩy vào tù. Khi ông ở trong tù, ông chịu sự vu oan đó, ông chịu những điều mà điều tiếng đó, thì ông gặp 2 ông quan. Và trong khi đó, quan tủ chánh đã được ông giải mộng. Và xong sau đó thì sau này, ông quan tủ chánh cũng đã quên ông Joseph đi. Một thời gian rất lâu sau thì quan tủ chánh mới nhớ lại và
kêu gọi Joseph đến để giải mộng cho vua Ai Cập. Và lúc này chính đời sống của Joseph được cất nhắc lên làm tể tướng, người cai quản của Ai Cập. Điều này xảy ra trong cuộc đời của Joseph khi Joseph chỉ mới 17 tuổi và kéo dài cho đến khi Joseph được làm tể tướng, đó là năm Joseph 30 tuổi. Và đến khi ông được gặp lại anh em mình trong bối cảnh hiện tại mà chúng ta đã đọc, đó là năm ông 39 tuổi. Một khoảng thời gian 22 năm rất là dài. Chúng ta cùng tưởng tượng với nhau, nếu chúng ta là Joseph, chúng ta là một cậu thanh niên, thiếu niên 17 tuổi, chúng ta bị đẩy, chúng ta đang là con cưng ở trong nhà, chúng ta đang được những cái phúc lợi mà không phải anh em của mình được nhận. Chúng ta đang là người được tặng cho những điều rất là đặc biệt. Chúng ta bị đẩy vào hố. Chúng ta bị bán để làm nô lệ. Thì cảm giác của chúng ta sẽ như thế nào? Sự lo lắng của chúng ta sẽ ra sao? Tôi đang là một người rất là được yêu chiều ở trong nhà. Bây giờ tôi trở thành nô lệ của nhà người khác. Tôi phải làm phục vụ cho người khác. Tôi phải chịu xa nhà của tôi năm tôi mới có 17 tuổi thôi. Tôi cảm thấy là tất cả mọi điều trong đời sống của tôi thực sự quá khắc nghiệt, quá là tội nghiệp cho đời sống của tôi. Tôi phải chịu oan, tôi phải chịu người khác đổ oan là tôi đang quyến rũ vợ của chủ mình và tôi bị đẩy vào tù. Ở trong tù khi mà tôi giúp người khác thì họ lại lãng quên tôi ở trong đó. Một thời gian sau thì quan tù chánh mới nhớ đến mình. Và lúc đó thì tôi mới được trở thành tể tướng, thì đó là một khoảng thời gian rất dài. Vậy thì nếu là quý vị là Joseph, là một cậu thiếu niên đang ăn sung mặc sướng, bị đẩy, bị đảo lộn cuộc sống như vậy, thì khi chúng ta gặp lại những người đẩy mình vào cái hoàn cảnh đó là anh em của mình, thì quý vị sẽ thấy gì? Nếu mà là một con người bình thường giống như tôi, phản xạ bình thường của một con người, thì chắc là tôi thấy đây là cơ hội để tôi trả thù. Người ta kêu là trả thù 10 năm chưa muộn, nhưng mà cái này 22 năm rồi, muộn lắm rồi, tôi phải trả thôi. Nhưng lời của Chúa bày tỏ trong phân đoạn này, Joseph đã làm gì ạ? Joseph nói rằng bây giờ xin đừng khổ não, cũng đừng tự trách về việc bán tôi qua đây. Vì nhằm mục đích bảo tồn mạng sống mà Chúa sai tôi đến đây trước các anh. Chúng ta có thấy kỳ lạ không? Đáng lý người thủ phạm cảm thấy sợ hãi, hoặc là thủ phạm phải lấn át nạn nhân, nhưng mà lúc này thì nạn nhân lại là người đi an ủi thủ phạm. Nói là các anh đừng sợ hãi, đừng oán trách những điều đó nữa. Nhưng mà Chúa ngài bảo tồn mạng sống mà Chúa sai tôi đến đây trước các anh. Nếu là chúng ta có tha thứ được không? Chúng ta có thể nào buông bỏ một cách dễ dàng trong cái quá trình mà cuộc đời chúng ta bị gặp quá nhiều tổn thương? Đôi khi nếu mà là tôi xa nhà thì tôi cũng phải nhớ nhà, cũng phải có những đêm rất là cô đơn, tủi nhục, đau đớn, tổn thương, rất là nhiều thứ. Nhưng đây là lúc mà Joseph lại nói an ủi những người đã làm tổn thương mình. Joseph tha thứ anh em của mình. Vì sao ông lại làm điều này? Vì sao ông lại nói những lời này? Hành động và lời nói của Joseph bày tỏ sự nhận biết của ông về mặt vận mạng mà Chúa dành cho ông. Những điều mà ông trải qua giúp cho ông trưởng thành. Đôi khi chúng ta thấy chúng ta đang ở trong những cái mối, những cái hoàn cảnh không có được tốt đẹp. Chúng ta cảm thấy là chúng ta đang ở trong những cái tình huống không được mỹ mãn. Chúng ta đang bị những người khác đẩy mình vào những cái hoàn cảnh mà bản thân mình không muốn, và đôi khi họ cũng đang làm tổn thương mình. Nhưng chính đời sống Joseph cũng bày tỏ chúng ta biết là đây là những điều mà Chúa ngài đặt để trên phần mạng của ông. Vì nhằm mục đích bảo tồn mạng sống mà Chúa sai tôi đi trước. Mà Chúa ngài sai Joseph đi trước với một cái quá trình rất là lâu. Năm ông 17 tuổi, tới năm ông 30 tuổi thì ông mới được ở một cái vị trí mà chỉ dưới một người trên vạn người. Thật sự quá dài đúng không ạ?
Và trong cái quá trình này nè, Joseph ông được trưởng thành ở trong đức tin của mình. Joseph bước đi từng bước, Joseph bị đẩy xuống hố, Joseph làm tôi tớ ở trong nhà của Phô-ti-pha. Nhưng mà vì được ơn trước mặt chủ mình, Chúa ngài bày tỏ và Joseph được làm người quản lý trong nhà của Phô-ti-pha. Joseph được học cái cách quản lý nhà cửa, Joseph được học cái cách quản lý công việc, Joseph được học cái cách quản lý tốt để cho chủ của mình một cách yên tâm. Từ đó, chính đời sống của Joseph tiếp tục được bước lên một cái con thuyền lớn hơn, đó là được cai quản cả một đất nước Ai Cập. Đôi khi chúng ta nhận thấy đây là sự tổn thương, đôi khi chúng ta thấy đây là sự mất mát, đôi khi chúng ta thấy đây là sự bi đát cho cuộc đời của mình. Nhưng mà chính bởi quyền năng của Chúa mà chúng ta được ở trong vận mạng mà Chúa ngài dành cho chúng ta. Đôi khi những người ghét bỏ mình, họ đẩy mình vô những cái tình huống mà thực sự là một con người không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà hãy nhận biết chính Chúa ngài là đấng hiện diện và ngài có kế hoạch ở trong đời sống của chúng ta. Tất cả những điều chúng ta đang trải qua cũng giống như Joseph, những điều Joseph trải qua nó chỉ là những bậc thang để chúng ta được tôi luyện và chúng ta được nhận biết là Chúa ngài đặt để chúng ta như thế nào trên đức tin của chúng ta, trên đời sống của chúng ta. Từ đó chúng ta mới có thể hành động, đó là sự tha thứ cho những người đẩy mình vào những hoàn cảnh như vậy. Hãy nhận biết Chúa ngài đang hiện diện trong đời sống của chúng ta, ở trong kế hoạch cuộc đời của chúng ta. Có thể lắm chúng ta không chấp nhận, nhưng Chúa ngài đang từng bước dùng chúng ta trong chương trình kế hoạch của ngài. Trước đây Joseph nằm mơ và bị anh em mình nói là một kẻ nằm mộng á. Nhưng mà sau 22 năm, Chúa ngài đã thực hiện khải tượng đó trên đất nước Ai Cập. Đó là trên cả một nhân loại thời bấy giờ. Chỉ có riêng một mình Ai Cập mới có đủ lương thực và tất cả các người từ các nước khác phải đến để mua thực phẩm ở đó. Và chính gia đình của Joseph cũng phải đến đó để tìm kiếm lương thực. Vậy thì nếu như Joseph không bị anh em mình đẩy để bán cho Potiphar, để đẩy qua Ai Cập, thì có Joseph là tể tướng của hiện tại hay không? Có Joseph là người thực hiện các công việc mà Chúa ngài bày tỏ trên khải tượng của cuộc đời Joseph hay không? Chỉ khi chính đời sống của chúng ta nhận biết kế hoạch của Chúa trên cuộc đời mình thì mình mới có thể chấp nhận những điều đang xảy đến với mình thôi. Và khi tôi biết rằng chính đời sống của tôi ở trong quyền năng của Chúa rồi, tôi biết cuộc đời của tôi chắc chắn ở trong kế hoạch của ngài rồi, thì điều mà tôi có thể làm đối với Chúa đó là tôi rất là biết ơn ngài. Khi chúng ta biết chắc những điều đang xảy ra trong cuộc đời của mình là trong tay của Chúa rồi thì chúng ta sẽ cực kỳ yên tâm, đúng không ạ? Vì cuộc đời của mình đang trong tay ai? Cuộc đời của mình đang trong tay một đấng. Đó là đấng vua trên muôn vua, Chúa trên các chúa. Thì chúng ta có gì để phải lo lắng nữa? Sự yên tâm của chúng ta phải được bảo toàn một cách hoàn toàn. Tất cả những điều đang xảy đến cho cuộc đời của chúng ta là do Chúa ngài bày tỏ và trong tay quyền năng của ngài. Và đây cũng là một thái độ mà tôi cũng phải học hỏi từ Joseph. Hãy nhìn lại cuộc đời của mình. Những năm tháng qua, chúng ta đang theo Chúa, sự bày tỏ lòng nhân từ của ngài trên cuộc đời của mình, sự thương xót của Chúa, sự giải cứu của Chúa trên đời sống của mình một cách nhiệm màu như thế nào. Và cảm ơn Chúa vì những điều này đã xảy ra với con. Có thể lắm anh em của con, sự sai trật của anh em của con, những điều mà họ đang làm tổn thương con đó, nhưng ngài dùng điều đó để thực hiện kế hoạch của ngài. Nếu ai ở trong chúng ta đang là những người nhận sự tổn thương của anh em mình, nếu ai trong chúng ta đang là những người đang cảm thấy tại sao con cứ luẩn quẩn ở trong những sự đau khổ, cay đắng, đau đớn như thế này, thì hãy cảm tạ ơn Chúa vì ngài đang dùng điều đó để tôi luyện cuộc đời của con, để con được làm một phần ở trong chương trình giải cứu của ngài. Mà Joseph có nói đó là một chương trình giải cứu vĩ đại. Vĩ đại không à? Một người là con trai cưng trong nhà, nay là tể tướng cai quản cả một đất nước,
lớn, được gọi là lớn hùng mạnh nhất ở trong thời kỳ đó, là một người được tin tưởng. Và chính bản thân Joseph cũng nói: Chúa Ngài đặt để con là cha của Pharaoh. Nếu như ngày xưa anh em của Joseph không đẩy Joseph đi qua Ai Cập thì chắc bây giờ cũng không có một tể tướng tên là Joseph. Sự trông cậy của con đặt ở nơi Ngài, chúng con giao phó đời sống của chúng con cho Ngài. Và vì như vậy thì kế hoạch vĩ đại của Chúa mới được thực thi. Cảm ơn Chúa vì chính Joseph là một tấm gương mà cuộc đời của chúng con phải học hỏi. Đôi khi chúng con rất là khó chịu, chúng con rất là cay đắng, chúng con rất là bực mình anh em của mình, chúng con cảm thấy rất là tổn thương với anh em của mình. Tất cả những điều đang đến với chúng con nó thực sự không hề hoàn hảo, nó không hề mỹ mãn, nó không giúp cho con cảm giác được là con đang ở trong vòng tay của Chúa. Nhưng cảm tạ ơn Chúa vì những điều Joseph đã trải qua, chính cuộc đời của chúng con cũng đã được trải qua. Thì đây là lúc chúng con cảm nhận và chúng con cảm ơn Chúa, chúng con tin cậy hoàn toàn vào kế hoạch của Ngài. Nếu như Joseph được nghe trước, được Chúa hiện ra, Ngài nói trước với Joseph là con phải bị bán qua Ai Cập, con phải làm đầy tớ, con phải bị bỏ tù, xong sau đó con mới được làm tể tướng. Mà đối với một đứa trẻ 17 tuổi, nếu mà là tôi được nghe câu chuyện như vậy thì thôi con không đi đâu. Hãy tưởng đó nó như một giấc mơ đi cũng được. Các bạn thiếu niên ở đây khi mà mình nghe là con sẽ bị bỏ xuống hố, con sẽ bị bán đi làm nô lệ, con sẽ bị ở tù, thì các bạn sẽ cảm giác như thế nào? Mình có dám đi không ạ? Mình có chấp nhận cái chương trình này không ạ? Tôi chắc chắn là không. Và đối với lại chúng ta đang là con cưng trong nhà mà, tại sao tôi phải đi làm nô lệ như người khác? Tại sao tôi phải đi dục, tôi bị bỏ tù? Joseph, ông bị động trong cái câu chuyện là ông bị đẩy đi qua Ai Cập. Ông bị động trong cái câu chuyện là ông bị anh chị, anh em của mình ganh ghét và bán mình đi cho người khác. Nhưng với nhân vật thứ hai, tôi muốn giới thiệu với Hội Thánh, người này hiểu rõ chương trình của mình, hiểu rõ điều mà mình phải trải qua, hiểu rõ cái sự đau đớn, sự khước từ, sự hình phạt và tất cả mọi thứ người đó phải chịu, người đó hiểu rất rõ. Và người đó được mệnh danh là con yêu dấu của Đức Trời. Chúng ta có biết là ai không ạ? Ngài hiểu rõ chương trình của Ngài, Ngài hiểu rõ chương trình cứu rỗi của Ngài, Ngài hiểu rõ những điều mà Ngài phải trải qua. Joseph bị ép lìa bỏ cha mình, bị bỏ nhà của mình, nhưng chính Chúa Giêsu Ngài tự nguyện từ bỏ cuộc đời của mình để đến thế gian, từ bỏ vị trí cao của mình để đến thế gian, để thực hiện chương trình cứu rỗi một cách đặc biệt trên đời sống của chúng ta. Có thể nha, ngày xưa Joseph ông được dành cho chương trình cứu rỗi là 7 năm mất mùa. Chỉ 7 năm thôi là ông sẽ là tất cả mọi thứ nó sẽ trở lại bình thường. Nhưng Chúa Giêsu Ngài đến với một chương trình giải cứu vĩ đại và ảnh hưởng cho tới tận bây giờ chúng ta vẫn được nhận. Ở trong lời của Chúa Philip đoạn 2 câu 5 có chép: Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Trong Kinh Thánh có bày tỏ rằng Chúa Giêsu Ngài là con yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàn. Ở trong Kinh Thánh bày tỏ đến 3 lần Đức Chúa Trời nói điều đó. Có nghĩa là đây là một sự khẳng định vị trí của Chúa Giêsu ở trong ngôi ngôi của Ngài, sự cao cao cả của Ngài, vị trí cao của Ngài. Nhưng Chúa Giêsu Ngài chấp nhận, Ngài bỏ vị trí đó, Ngài không đem việc mà mình được bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Ngài chọn, Ngài thấy chương trình, Ngài thấy chương trình của Chúa, Ngài thấy chương trình giải cứu, Ngài thấy quá trình Ngài phải đi, nhưng Ngài chọn, Ngài quyết định gánh thay và Ngài chọn chịu hình phạt vì con người. Cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu Ngài là con yêu dấu, Joseph là con yêu dấu của Gia-cốp, nhưng Chúa Giêsu Ngài là con một yêu dấu của Đức Chúa Trời. Ngài chẳng lấy sự bình đẳng mà là điều nắm giữ, Ngài chọn từ bỏ và chọn gánh thay.
Chúa Giêsu ngài không có bị động trong cái câu chuyện bị đẩy đi, chịu khổ ải, nhưng Chúa ngài chủ động chọn gánh điều đó để ngài chấp nhận mang đến sự cứu rỗi cho nhân loại qua chính thân thể của ngài. Chúa Giêsu ngài chọn gánh thay điều gì? Ngài chọn gánh hình phạt của con người, ngài chọn sự từ khước của con người, ngài chọn sự phản bội của đồ đệ của mình để ngài cầu xin sự tha thứ cho họ. Cho đến khi Chúa Giêsu ngài bị treo trên thập tự giá, ngài bị chết, ngài bị đóng đinh thì ngài vẫn cầu nguyện xin Cha tha thứ cho họ vì họ không biết những điều họ làm. Chúa Giêsu ngài là phiên bản thực sự hoàn hảo hơn Joseph. Joseph bị động, Chúa Giêsu ngài chủ động. Joseph ông chỉ bày chịu những đau đớn, nhưng chính Chúa Giêsu ngài phải dành cả chính thân thể của ngài để vỡ ra, để vì con người, để chính cuộc đời chúng ta không chỉ vô chính đời sống của Joseph là có thể giúp cho cả dân ở trong thời đại đó no bởi bánh thực thể, nhưng chính Chúa Giêsu ngài là bánh hằng sống để cho con người được no đủ cho đến tận bây giờ. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá. Joseph là một phần của chương trình cứu rỗi cho nhân loại thời bấy giờ. Chúa Giêsu ngài là chương trình cứu rỗi đặc biệt cho con người đến tận bây giờ là năm 2024. Ngài chấp nhận làm bánh hằng sống cho chúng ta, và trong câu kinh thánh, trong lời của Chúa, ngài có nói, ngài bẻ bánh, đây là thân thể ta đã hy sinh vì các ngươi. Vì chúng ta được nhận bánh hằng sống, cho đến tận bây giờ chúng ta được Chúa ngài cất nhắc, chính huyết của ngài đã chữa lành chúng ta, huyết của ngài đã bôi xóa tội lỗi của chúng ta, ngài vâng phục cho đến chết, ngài là phiên bản thực sự hoàn hảo, thậm chí chết trên thập tự giá vì chúng ta. Bây giờ đang là thời đại của sự đói khát về tâm linh. Có rất nhiều người tìm kiếm trong tâm linh. Thí dụ như có nhiều người người ta sẽ bế tắc trong cuộc đời. Điều đầu tiên họ làm đó không phải là tìm giải pháp mà là đi coi bói. Tarot. Rất nhiều điều. Con người đang đói khát hàng ngày ở trong cuộc trong chính tâm linh của mình, trong chính tâm hồn của mình. Nhưng ngài là bánh hằng sống cho thế giới đang đói khát trong tâm linh cho đến hiện tại. Không phải Chúa Giêsu ngài chỉ đến trong thời kỳ đó mà ngài đến cho đến tận ngày bây giờ. Joseph nhìn thấy chương trình của Chúa, nhìn thấy sự cứu rỗi mà Chúa đặt để trên đời sống của ông. Cho nên ông có thể chấp nhận tha thứ cho anh em của mình, yêu thương lại anh em của mình. Chúa Giêsu ngài nhận biết chương trình cứu rỗi đời đời của cha mình, cho nên Chúa ngài cũng đã yêu thương con người và chấp nhận tha thứ cho con người, là cầu nối cho con người với Đức Chúa Trời. Joseph chịu những khó khăn cay đắng, bỏ quên đau đớn để hoàn thành kế hoạch của Chúa trên gia đình của ông. Chúa Giêsu ngài chịu đau đớn, hình phạt, chối bỏ để hoàn thành chương trình cứu rỗi đời đời cho cả nhân loại. Ban đầu tôi có nói rằng hai nhân vật này có vẻ rất xa nhau về khoảng cách. Nhưng họ có rất nhiều điểm giống nhau, và chính Chúa Giêsu ngài là phiên bản hoàn hảo, không phải là tốt nhất mà ngài là không phải là tốt hơn mà ngài là đấng tốt nhất, phiên bản hoàn hảo nhất cho đời sống của chúng ta. Bởi sự nhận biết Joseph đã tha thứ, bởi Chúa Giêsu ngài nhận biết ngài là công cụ trong việc làm trọn chương trình của Chúa. Và khi chúng ta là con người, chúng ta nhận biết cuộc đời của chúng ta trong bàn tay của ngài, cho chương trình của Chúa, thì chúng ta sẽ sẵn sàng làm tha thứ cho anh em của mình. Tôi biết điều này rất khó khăn, bản thân tôi cũng đang trải qua điều đó. Để tha thứ cho một người làm tổn thương mình là một điều cực kỳ khó chịu. Nhưng bởi vì tôi đã được nhận biết chính Chúa, ngài có kế hoạch cho đời sống của tôi, bàn tay Chúa đặt để trên đời sống của tôi, để tôi phải tha thứ cho những người đang làm tổn thương tôi. Bởi quyền năng của Chúa, chúng con được trải qua, bước qua những thất bại để con được tôi luyện và bước đi trong vận mạng mà Chúa đặt để cho đời sống của con.
Như vậy chúng ta sẽ tha thứ và chấp nhận những người làm tổn thương mình. Có thể cầu nguyện cho kẻ thù nghịch mình. Có thể cầu nguyện cho kẻ bắt mớ mình. Có thể yêu thương những người đã làm tổn thương mình. Ở ngoài có một cái câu hát nghe nó rất là yêu thương đúng người là gọi là yêu thương, nhưng mà yêu thương sai người gọi là sát thương. Nhưng mà Chúa Ngài cho con một câu trả lời rất rõ ràng: hãy yêu kẻ thù nghịch con, tha thứ cho những người đang có những ảnh hưởng không tốt trên đời sống của con, vì đó Chúa Ngài nắm lấy những sự sai trật đó và Ngài biến nó thành sự tôi luyện để cuộc đời của con được vận hành, được làm một phần trong chương trình cứu rỗi của Chúa dành cho một ai đó, dành cho cuộc đời của người nào đó, dành cho bất kỳ ai đó, hoặc là cho chính cuộc đời của con cũng được tha thứ. Và sự tha thứ nó là bằng chứng cho việc chúng ta tin cậy Chúa. Chỉ khi chúng ta tin cậy Chúa một cách hoàn toàn, chúng ta mới cảm thấy mình có thể, mình đã được sắm sẵn rồi, mình đã có kế hoạch tuyệt vời rồi, mình mới có thể tha thứ được cho những cái người mà không thể nào. Thật sự đối với tôi là một người rất là, trước đây tôi là một người rất là hay cây cú. Tôi rất là khó tha thứ cho một người và tôi được cái nhớ lâu nữa. Cho nên là để tha thứ cho một người, bản thân tôi khi học về cuộc đời của Joseph và chính Chúa Giêsu Ngài đã tha thứ cho nhân loại, cũng là cách để bản thân tôi được tha thứ cho chính mình. Chúa sắm sẵn cho chúng ta một con đường để chúng ta phải đi. Và con đường đó đầy kinh nghiệm để tôi được trưởng thành trong đức tin của mình. Ở trong mùa thương khó đây là một mùa yêu thương. Và lòng thương xót của Chúa nhắc nhở cho chúng ta nhớ rằng chương trình cứu chuộc của Chúa Giêsu là tấm gương của sự hy sinh và thuận phục. Và Ngài nhắc cho bản thân tôi cũng giống như quý vị của sáng ngày hôm nay, Chúa có chương trình tốt lành cho chúng ta. Amen không ạ? Chúa Ngài có chương trình cực kỳ tốt lành cho đời sống của chúng ta. Điều thứ hai, chúng ta có cơ hội để tha thứ, để được tự do khỏi những quá khứ cay đắng, khỏi những sự mệt mỏi, khỏi những sự đau đớn. Vì đó là phương tiện để Chúa đưa mình đến vận mạng của mình. Điều thứ ba, chúng ta nói về Chúa cho người khác để chính đời sống của họ cũng được nhận. Cũng được nhận điều gì? Cũng được nhận bánh hằng sống. Chính tâm linh của họ cũng phải được chữa lành. Họ có thể đồng đi với chúng ta và chúng ta đã được tiếp nhận bánh hằng sống thì tôi kêu gọi Hội Thánh hãy gọi những người đó trở về với nhà của Ngài để được tiếp nhận bánh hằng sống trong mùa thương khó này. Chúng ta nhận biết Chúa, thân thể Ngài vỡ ra vì chúng ta. Chúng ta được huyết của Chúa Ngài tẩy sạch và chúng ta được đổi mới, được nhận thức để chúng ta quyết định con những hành động đúng đắn, tình yêu của Chúa, sự tha thứ. Thì đây cũng là lúc để cho những người khác, anh em của chúng ta, bạn bè của chúng ta nhìn thấy được Chúa và họ quyết định tin nhận Ngài. Đó là con đường để chính đời sống của họ được biến đổi. Và đây cũng là điều mà thật sự tôi, khi mà tôi soạn bài này thì tôi cảm thấy rất là khó khăn, tại vì nó là con đường mà bản thân tôi cũng khó làm. Tôi rất rất là khó để tha thứ cho một người. Nhưng ngày hôm qua thì tôi đã quyết định làm một cái hành động mà tôi đã không làm rất nhiều năm trước. Đó là tôi không bao giờ chịu ép phen với một người anh. Mà tôi không tha thứ được, tôi nói là cho dù tôi thân cái nào tôi cũng không tha thứ được. Nhưng ngày hôm qua tôi cũng đã hòa lòng kết nối với người đó. Thì tôi mong rằng đây cũng là cách để chính đời sống của chúng ta được biến đổi. Chúng ta nhận biết Chúa Ngài tha thứ thì chúng ta cũng hãy tha thứ. Vì mọi điều mà Chúa Ngài đang đặt để trên đời sống của mình, đó là kế hoạch cho sự cứu rỗi của Chúa trên đất này cũng giống như trên cuộc đời của chúng ta. Amen.